Rễ nó cũng đâu ăn nhiều đâu ha. Đó. Rồi Rồi còn giòn thấy thường ha. Rồi tiếp tục. Rồi cái này cũng lớn. Cái này bự nhất nè, đó. Chưa? Cái thường cái ha nó lạnh lắm nó mới cuốn lại được nha. Nè. Nó cuốn dễ lắm nè. Hello cả nhà. Bữa nay cái tầng ô này của Sang là nó lên đợt 2 nè, nhưng mà trời nó hơi ấm ấm cho nên Sang thấy làm như là nó muốn lên bông á. Cái này loại này làm như nó thích hợp với mùa lạnh hơn là mùa mùa ấm ấm. Ấm ấm nó muốn lên bông á. Chỗ này nãy thấy có cái bông nhú lên này đó không? Đầu nó Này. đều đều lại kìa. Cho nên là Thu vậy hoạch đi, thu chưa? hoạch luôn đi để mà trộn cái garden bed này lên làm trồng mấy cái rau mùa hè tiếp. Cắt đại đi. Đó, cái này hoạch đợt 2 rồi nè. Năm nay trồng tầng ô này hơi bị trễ ha. Đúng ra mấy năm trước mình trồng là mình thu hoạch được nhiều lắm. Ăn được nhiều lần. Hôm nay ấm sớm hay gì? Chắc vậy ha. Này mới bước qua mùa xuân đâu có bao lâu đâu. Tổng dài thằng lòng. Strawberry cũng trồng nguyên một chậu treo lỏng lẳng này, chập chậu luôn. Đó xong mới tỉa nó lại mới cấy cái mấy cái cây con ra đó. Năm nay nhân giống được mớ strawberry nhiều lắm. Nay cũng trồng strawberry nhiều. Tại vì trồng sao năm nó nhảy con quá trời luôn, nó ngạt cái chậu hết á. Mình phải thay, mình phải thay đất với mình thay đất mình trồng lại mỗi năm với mình cắt bớt. Mình chiết nhánh con nó ra bớt, chiết cái cây con ra bớt nhưng thôi nó không có tốt. Này cũng bị sâu dễ bùa nữa nè. Cắt nhanh nhanh đi thôi trời mưa tới. Hôm nay mình trồng cái này không có được tốt cho lắm Hơi muộn chút, ha. Muộn gieo hạt gieo nó hạt. bị problem tí xíu. Gieo hạt nó bị dày quá, với mình gieo trễ quá. Bận quá cái bắt đầu. Đáng lẽ phải gieo vào tháng 3, nếu mà mình trồng từ ô này nè. Mình gieo tháng 3 là dường như cũng bắt đầu chuẩn bị qua mùa thu đó. Là mình nên gieo. Nghĩ chắc cái này cắt cái đợt này xong rồi chắc bứng bỏ luôn quá. Mình lấy cái garden bed này mình trồng rau khác. Mua một đống mà cái gì đó, cây con này kìa. Trồng không kịp. Nhưng mà mùa này trời này còn hơi lạnh lạnh chưa có trồng nó muốn được đâu. Nhưng mà cái ấm, cái đó ấm nó lên. Ấm thường là rau muống mấy năm trước mình trồng tháng 10 ha vậy mà nó cũng bị chai đó nó không lên nổi á. Mình ra trồng cây mà có hay cỡ nào đi nữa cũng cũng lệ thuộc vô thời tiết nữa. Đúng đúng không? Mấy năm trước có năm Sang phải trồng lại 2-3 lần luôn á. Tại vì rau muống nó phải nóng ẩm nó mới lên nổi. Mùa này mùa xuân cái gì nó cũng ra bông cái này. Kiwi berries. Đó, ra bông 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 mà. Này, kiwi berry nè, quá trời bông luôn nè. Đó, đây thấy không? Hy vọng năm nay cái trái nó đậu. Năm rồi nó có bông đầu tiên á. Mà thấy không? Mà nó không có đậu trái, còn nhỏ quá đó. Chưa đủ Mấy sức. bữa nay mấy bữa nay lạnh cái lá bị cháy mà ha. Mùa xuân rồi. Nho cũng cái này Mùa xuân nhưng mà tối vẫn vẫn có bữa lạnh lắm á. Ra mấy cái tượng rồi nè cái nho passion fruit nè nó nhú rồi nè này. nhưng nhìn tưởng cây nó chết đấy ha. Chưa đủ nắng Nó bị chết đây người nó đâu có chết đâu.
Hôm nay chắc không có bao trồng cây bầu ngay chỗ này đâu. Cái cây bầu lớn áp nó nhiều quá. Rồi, bây giờ rồi, đi. Ok, bây giờ mình đi lại đằng kia ha. Mình bắt đầu mình đi dọn vườn nè. Mình đi dọn vườn chuẩn bị trồng rau mùa hè, cho nên có cái gì là mình hái cái đó. Cải cầu vồng nó cũng bắt đầu phát triển lên. Cải cầu vồng. Trên đây nè, quên nữa. Bính cùng mấy cái cải thiền này nè. Tại vì mà hổng trồng đằng kia cái dư á. Dư cây cái bỏ uổng. Nhét nó đậy ở đây cũng lên. Này ở dưới gốc cây quýt cho nên nó là thiếu nắng. Dưới gốc mình là thiếu nắng. Cây quýt quá trời bông luôn kìa, con chùm trong đó kìa đó, thấy không? Nó là cam. Cái đó là nhánh cam. Nhánh này, cam, nhánh quýt gì cũng trắng bông hết trơn luôn. Đó là bữa hổm mà sang mà thu hoạch đó là sang cho nó bao phân bò ở dưới đó. Xong rồi rải miếng phân trái nữa. Đó xong rồi mấy cái đọt này mà bữa hổm mình cắt này nhớ không? Đó, cứ ngắt cái đọt của nó rồi bắt đầu là nó sẽ đâm ra mấy cái tược mới này ha, rồi là nó sẽ ra. Oh my god. Quá trời luôn. À, cứ bấm cái tược của nó nè. Đó, bấm cái tược nó, bây giờ mỗi rách lá là cái là một chùm bông. Thấy không? Rõ ràng luôn á. Tưới muối Epsom nữa chứ, tưới muối Epsom, nói chung là tưới siso, tưới mấy cái phân hữu cơ không à. Nhưng mà nếu mà mình thường xuyên mình tưới nó đó, chăm sóc nó kỹ thì nó tốt lắm. Đó, còn cái trong cái tàn này nè, thấy không? Sang cắt nó rất là gọn gàng. Không có một cái nhánh tầm, nhánh con nào hết. Cái thân cây nó cũng ra bông. Nó chừa những cái nhánh mà nào mà khỏe mập thời để nó nuôi. Nó vậy mà mấy cái nhánh tay tầm này vậy mà cũng có bông nè. Đây này cũng vậy nè, mọc tới cái chỗ cái... Đó, trời ơi. Rồi tiếp tục. Tiếp tục trở về thu hoạch rau đi. Có nào hái được hái. Cái này cũng vậy luôn. Mấy hôm trước mình trồng á sớm một chút á. Lên tốt. Lên bẻ bự lắm. Hôm nay mình trồng trễ quá. Lên trên. Nó bên đây là củ dền vàng. Củ dền vàng nay cũng phát rồi nè. Mùa này ấm nó còn lên nhiều. Chứ còn bữa hổm giờ mùa đông không có nắng nôi, không lạnh luôn đó. Không có nắng nôi gì cái bắt đầu cây gì cũng lâu lớn chứ. Cây hồng bây giờ lá ra xanh ung luôn. Mùa xuân tới khác hẳn. Hôm nào mới thu hoạch hết rổ trái bây giờ nó ra kia. Nhìn mùa xuân cái nó ra chồi non nhìn thấy exciting ha. Ngay cả cái lê nè. Cái lê nè, lê bắt đầu nhú chồi luôn nè. Có táo tàu là ra trễ một tí. Đó nó ra rồi nè. Nè. Đó, ra mấy cái cục đó thấy ha. Mấy cục đó là mấy cái mà cái chồi non. Chồi non nó ra đó. Mỗi cái tuần vừa rồi nắng mấy ngày liên tục. Cho nó lớn một chút ha. Có màu vàng này đẹp quá nè. Hồi nãy mình đi shop mình thấy nó bán cải cầu vồng là như mùa này mùa của nó vậy. Đúng rồi, bó trong khâu. Bó quá trời luôn. Đi qua bên kia mình hái cái gì đó. Cải tí hơn đi. Su hào cách nay 2-3 tuần sang vô phân cho nó đó. Sang bươi bươi mấy cái gốc rồi cái để miếng phân bò cho nó. Xong rồi tưới phân cá. Rồi tỉa bớt lá nó thì nó mới nuôi cái củ to. Bữa nay là cái củ to to rồi đó ha. Còn bên đây là rau chua. Bên đây là rau chua đỏ. Rau chua đỏ nè. Bữa hổm trồng nó chưa có bắt rễ đó. Rồi bữa nay nó bắt rễ nhìn nó lên như cái kiển đẹp quá.
Đường trong cái stacking pots. Rồi bây giờ mình đi qua đây mình thu hoạch mấy củ cải tí hon đây còn sót lại nè. Rồi xong rồi sau đó mình sẽ hái bắp cải. Nè, củ cải tí hon này cứ kéo thôi. Cắt ngang đi. Cái này nó nè, mấy cái này chắc hồi cũng bứng dục luôn á, nó không lên củ được. Con củ này còn quay thì đẹp quá. Ok. Rồi qua bên kia mình hái bắp cải. Bắp cải giòn. Ra rồi đấy ha. Còn cái bắp cải giòn này nè, là lần năm đầu tiên sang trồng, bố hổm trồng 5 cây mà sao tự nhiên có một cây chính giữa nó bị thúi không biết nè. Cái này cũng sắp sửa nè. Này uột nè ha. Không còn phát triển mới. Nó bị hư rồi. Nó cải đi. Có thể tưới nước vô trong thân không? Không biết nữa, mới trồng năm đầu không biết. Nhưng có mấy này thì bự thì tốt nè. Thì hái mình bứt luôn đi, để mình trồng cái khác. Rễ nó cũng đâu ăn nhiều đâu ha. Đó. Rễ mấy cái. Bỏ chứ. Rồi trồng. Giòn thấy thường ha. Rồi shop nó cũng bán cây. Rồi tiếp tục. Rồi cái này cũng lớn. Cái này bự nhất nè, đó. Chưa. Cái thường cái ha nó lạnh lắm nó mới cuốn lại được nha. Nó cuốn dễ lắm nè. Hai cái này chắc hư rồi bỏ đi. Rồi cái này cái điều sai. Cải giòn. Rau ở trong vườn mình trồng á mà mình muốn giữ cho lâu lâu chút á, sang đem vô chậm sang gói báo lại, không có rửa nha. Mình phủi cho cát nó sạch sẽ đó. Rồi cái sang lấy báo sang gói lại nhiều lớp báo á. Rồi là bắt đầu sang để vô trong cái bao ni lông. Để trong ngăn gió mình ăn được lâu. Nhà mình trồng không có xịt thuốc gì trơn á, nó giữ lâu lắm, nó lâu hư lắm. Thương quá. Giờ mình để này qua bên đây. Mình lấy cái xe này mình đi qua bên đây mình hái tiếp tục hái cái mình qua bên đây mình tiếp tục hái cái cải mù tạt nè. Giờ nó xanh. Mau, nó mau lên lắm cái cải này thấy thương lắm nha. Thích cái cải này này á, đầu tiên trồng luôn mà. Mấy năm trước mình không biết mình không biết cái mua cái cải này mình trồng nè. Này là gió hôm qua nó te tua cái lá luôn. Nó lớn vậy, nó lớn quá. Đổi mùa nó lớn. Đổi mùa là gió ngùng luôn. Nè, cái lá ai cái cải này mà trồng thích hơn cải xanh nữa. Ha. Rồi gói bánh xèo nó thơm. Gói bánh xèo hay là heo quay. Quay rồi đó. Bánh hỏi. Cuốn. Ngon gì đâu. Cái lá nhiều khi nó bự quá phải cắt làm hai để cuốn. Nè, nó nồng đồng luôn không? Á. À, thấy thương không? Nồng nồng ngon. Đi như mù tạt wasabi cho người ta tưởng. Mà nó bự gì là phải cắt nhanh nè, tại vì gió cái nó ngã cây rộp xuống nè. Nó cái chậu này thì sang trồng có 7 cây thôi đó. Mà cây này bị lấn áp rồi nó lên không nổi thấy không? Này mà trồng có chậu 6 cây thôi là đủ ăn rồi. Nó xòe ra tốt gì đâu á. Lá khủng rồi. Này thu hoạch này chắc lần thứ 3 rồi đó. Đúng rồi. À, mình đâu có cắt ngang đâu, cứ gì ăn cắt gì đó là ăn hoài luôn. Nhỏ lên bông thì hả bứng dục.
Rổ cải này nè ha. Rồi bây giờ mình hái luôn bên đây. Đây là cà rau đậu phộng. Rồi nó tớt ở đây nè. Rau đậu phộng này nè nó thơm lắm, cả nhà ăn nó thơm lắm. Thơm mà nó cũng cay cay. Nó cay cay nồng nồng. Đắng đắng tí tí. Nó có cái vị vừa phải á, ăn cái vị nhẫn nhẫn ăn ngon lắm. Nhất là cuốn ăn sống ha, cái này loại này là ăn sống chứ không có nấu canh nha. Sáng làm mì gói ra đây hái rau đậu phộng rửa sạch sẽ bỏ vô ăn. Chụm xuống một cái thôi gì ha. Chế nước sôi vô nó dợp xuống nè. Này là sang cắt ngang gì luôn nè. Đó rồi tự động nó lên. Bỏ thêm bón chút phân tưới phân cá vô cho nó. Này là cái bụi cũ con này mới cấy thêm nè. Vậy nó tốt vậy sợ. Giờ này hơi ấm ấm là bắt đầu bị muỗi cắn rồi đó nha. Nãy giờ đi ra rắc rau mà bắt đầu nó cắn dưới chân rồi đó. Cắt mà nó thơm, thơm lừng luôn á. Đẹp quá. Rau mùi đậu phộng. Cái gì gọi là rau đậu phộng? Rocket, đúng tên của nó là Rocket. Rocket nó có nhiều variety lắm. Nó nhiều loại á. Này lá nhỏ răng cưa, còn cái lá tròn tròn. Thôi tốt giống cái này ha. Lấy này cũng răng cưa luôn, nó tròn tròn, nó tròn hơn. Này mình phải cắt chứ thôi mình không cắt, mình không ăn nó cũng giống như mấy cái xà lách khác, nó lên bông. Nhưng mà được cái này là nó nhảy con, nó nhảy bụi ra. Này nó chịu mùa hè nó tới, ăn tới mùa thu. Mùa đông nó vẫn không chết, có nghĩa là này mình trồng, mình ăn được quanh năm. Mùa đông nó không có chết nhưng mà nó chậm lớn thôi. Đó, mùa này ấm ấm rồi nó phát ra rồi đó. Đứng đây cũng thơm. Thơm mới sợ. Xanh mướt vậy ha, không có gì bằng rau nhà mình cắt lên. Ngon mà thơm, sạch sẽ. Rồi bây giờ mình để cái sệ ở đây, mình đi qua đây mình hái một mớ bông cải xanh mini nha cả nhà. Cái này là Sang thấy là hình như là thu hoạch được đợt này nữa là nó cũng hết những cái chồi. Hết chồi rồi. Cho nên là Sang hái hết cái đợt này ha, cái ăn bứng nó bỏ luôn. Để mà trồng cái rau mới cho mùa hè. Non ghê không? Nhẹ siêu rậu rậu luôn. Này thu hoạch cũng được 2-3 đợt gì rồi ha. Đợt thứ 3 hay xào ăn dần mà nó ngọt. Mình trụng nó ăn cái này mình để vào hào giống ăn giống kiểu cải rổ cũng được. Cái này hình như là dòng họ của cải rổ thì phải. Mà ăn bông lá. Không? Còn cái kia thì ăn bông không à. Mà cái lá của nó, nhìn giống cái lá cải rổ ha. Có ha, nhỏ nhỏ mà nó muốn lên bông hết trơn rồi, nó già rồi. Hái mình thu hoạch luôn. Này cũng lần thứ 3 rồi chứ mà. Ăn được 3 đợt rồi. Mấy cái này mới mấy tuần mà nó lớn ở trên nè. Cũng dần thấu mà. Mấy cái bông cải cái gì? Xà lách. Cái xà lách này cũng vậy nè, đó này là đợt 1 mình đã thu hoạch, như này đợt thứ 2 đây nè. Đợt này bứng nguyên ấy luôn. Đợt kế này là sẽ chắc đẻ nguyên cây luôn. Ngon chẹt luôn. Cái dĩa chứ đâu ít đâu. Nó đang nhỏ nhỏ anh đây là. Trong cái nó dần khấu. Để cái bông cải này là thích. Nó giòn dữ lắm. Để cái này ăn luôn với cọng luôn nè. Nó trong kìa. Kêu rào rào.
Những thỏ nó vẫn còn non. Còn non. Rồi, xong rồi. Thì lại hái gì đi. Đó, ở đây nè. Công tình mình trồng mấy tháng trời thôi, mình không bỏ sót. Cái khi mình bứng dục. Rồi, ok. Mình bứng nó để mốt mình có cái chỗ để chỗ chấm này nè, để nay mai gì mình ấm ấm tí là mình xuống đất mình trồng cây nước hương giống năm rồi ha. Chiến lợi phẩm của ngày hôm nay nè cả nhà ơi, đó được ba cây bắp cải giòn, được mấy củ cải đỏ, rồi một mớ bông cải xanh mini, một mớ cải đậu phộng và một mớ cải cầu vồng. Còn bên đây là vài cây cải thìa và một mớ rau tần ô. Đó, thì Sang tạm kết thúc video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên đăng ký kênh, bấm nút like và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.